Nổi hứng đi nhứng mí, Hoàng Anh tự hủy hoại nhan sắc thê thảm, mí mắt dày cộm kém tự nhiên, nhan sắc thay đổi quá kinh ngạc. Vốn là một nam diễn viên điển trai, Hoàng Anh mới đây đã chia sẻ một bức hình selfie khá khác lạ với hình ảnh thường ngày. Có vẻ như nam diễn viên đã dùng dao kéo để can thiệp vùng mắt. Không rõ vì sao Hoàng Anh lại như vậy, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mới của anh, rất nhiều người ngỡ ngàng. Hình ảnh mới của Hoàng Anh, đôi mắt đã có sự thay đổi. Một số người cho rằng nam diễn viên có thể đã đi nhấn mí, nhưng vẫn chưa lành nên trong gương mặt mới là lạ. Trước đó, khi xuất hiện tại một bữa tiệc sinh nhật của bạn, Hoàng Anh cũng đã gây hoang mang với diện mạo mới. Nhìn phần mí mắt dày cộp của Hoàng Anh, ai cũng phải giật mình. Thời gian gần đây, nam diễn viên thường xuyên đeo kính để che bớt đôi mắt của mình. Lờ mờ sau mắt kính là đôi mắt sưng húp của Hoàng Anh. Chăm chỉ đeo kính râm che mặt. Không rõ lý do vì sao Hoàng Anh lại đi nhấn mí, nhưng có nhiều người nhận xét nam diễn viên không còn vẻ ngoài chân chất của ngày xưa nữa. Đẹp trai mắt hai mí, diễn phim giỏi, Hoàng Anh lại đi nhấn mí khiến nhan sắc thay đổi khá khó tin. Sau khi kết hôn, Hoàng Anh ở Việt Nam làm việc, còn vợ và con của nam diễn viên sống tại Mỹ. Nhưng mà thời gian gần đây, nam diễn viên đã đậu visa sang Mỹ và sớm muộn sẽ sang sum họp cùng gia đình. Sum Hee Kyo bị đồn ly hôn Song Song Ki, Quế Vân tỉnh bơ khẳng định đã biết từ 8 tháng trước. Lời tiết lộ của Quế Vân về cuộc hôn nhân giữa Song Song Ki và Sum Hee Kyo khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Thời gian qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước tin đồn Song Song Ki và Sum Hee Kyo đã ly hôn, mặc dù công ty đại diện của hai vợ chồng đã cùng lên tiếng phủ nhận tin đồn là sai sự thật, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm. Mới đây, tin đồn ly hôn lại bị dấy lên khi báo chí Trung Quốc tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, đưa tin nguyên nhân khiến cặp đôi quyết định ly hôn là bởi Song Song Ki ngoại tình. Nhân vật tiểu tam không ai khác, chính là một người bạn thân của Sum Hee Kyo. Theo đó, người mà Song Song Ki ngã vào lưới tình chính là một người bạn thân của Sum Hee Kyo. Cô này là một stylist, là người bạn chung của cả hai vợ chồng. Sau khi ngoại tình và bị phát giác, Song Song Ki bắt đầu lạnh nhạt thờ ơ với Sum Hee Kyo, khiến cho Sum Hee Kyo trong đêm xóa loạt ảnh trên Instagram cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc hủy theo dõi người bạn này, nữ diễn viên còn đồng thời hủy theo dõi thêm cả stylist của Song Song Ki. Trước scandal trục trặc hôn nhân của Song Song Ki và Sum Hee Kyo, thì mới đây Quế Vân bất ngờ tiết lộ trên trang cá nhân rằng cô đã biết chuyện này từ lâu. Nữ ca sĩ chia sẻ, mình kể cho cả nhà nghe một câu chuyện cách đây 8 tháng ở bên Hàn Quốc. Tự nhiên, mình nói với mấy đứa em là một năm sau, Sum Hee Kyo và Song Song Ki sẽ ly hôn. Lúc đó họ mới cưới nhau rất hạnh phúc. Không hiểu lý do gì mà mình lại đoán và nói như vậy. Cho đến hôm nay nghe tin này, mình hơi hoang mang về mình. Chả lẽ mình đoán trước được tất cả sự việc. Những đứa em nào đã từng nghe chị nói về vụ này 8 tháng trước vào comment cái để mọi người lại tưởng chị chém gió. Lúc đấy chị nói em còn cười bảo chị nói linh tinh, bây giờ thành sự thật, sợ quá. Đêm ấy, em thấy chị tự dưng nói như thế, em tưởng chị bị làm sao. Ngay khi vừa đăng tải, rất nhiều bạn bè của Quế Vân đã vào để lại bình luận chứng minh lời nói của Quế Vân là có thật. Thậm chí ngay cả những người bạn đó còn không tin lời Quế Vân nói lúc đó, nhưng cho đến hiện tại ai cũng phải ngỡ ngàng trước lời tiên đoán của nữ ca sĩ vì quá đúng. Kỳ hơn còn để lại nhận xét rằng Quế Vân sắp làm thầy bói rồi vì lời tiên đoán chính xác của mình. Giữa lúc cả làng giải trí xôn xao về tin đồn ly hôn thì Song Song Ki lại chẳng mấy để tâm. Nhìn những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên vừa được người hâm mộ đăng tải thì có thể thấy Song Song Ki liên tục cười tươi rói, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc và tươi sáng. Theo fan, trong anh không có vẻ gì như là người đàn ông đang ở trong tình trạng lục đục tình cảm với vợ. Trước đó Song Hee Kyo cũng có biểu cảm rạng rỡ tương tự khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon. Lần đò đối nghịch của Phi Thanh Vân, làm giàu nhờ tài sản của chồng Pháp, vỡ mộng vì sự ngông cuồng của chồng Việt. Từ cuộc hôn nhân làm giàu từ tài sản chồng Pháp chia cho sau ly hôn, Phi Thanh Vân lại cay đắng khi nhắc về người chồng thứ hai Bảo Duy. Hôn nhân với chồng thứ hai khiến tôi vỡ mạch, vỡ mộng. Những ngày qua dư luận xôn xao bàn tán,
Về những tranh chấp tài sản trong vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng đại gia cà phê Trung Nguyên, giữa thời điểm nóng, Phi Thanh Vân gây chú ý với phát ngôn liên quan bàn luận về đàn ông và phụ nữ. Họ Phi bày tỏ sự cảm thông với phái Mạnh. Cô cho rằng đàn ông có rất nhiều nỗi khổ, đặc biệt là về sự nghiệp và tiền bạc mà phụ nữ khó hiểu hết. Phụ nữ không hề biết những nỗi khổ, chẳng dám nói cùng ai của đàn ông. Đàn ông thường bị áp lực với suy nghĩ phải có sự nghiệp. Họ xem sự nghiệp như chính sĩ diện và lòng tự trọng của mình. Và khi đàn ông có thành công nhất định thì mới có tiếng nói trong gia đình và xã hội. Đàn ông có khi không có nhà, không xe, không tiền gửi ngân hàng thì lấy đâu là căn bản lấy vợ. Còn một người phụ nữ lắm lúc chỉ cần mặt xinh, dáng đẹp, có tố chất làm vợ thì đã kiếm được chồng, Phi Thanh Vân cho hay. Từ bàn luận này, nhiều người lục lại góc khuất đời tư trong quá khứ Phi Thanh Vân. Từng có thời gian dài họ Phi chia sẻ sự bế tắc trong hôn nhân của mình. Cô cũng tiết lộ những được mất sau khi ly hôn với hai người chồng. Tôi làm giàu từ tài sản chồng phát chia cho sau khi ly hôn. Phi Thanh Vân lấy người chồng đầu tiên hơn cô 15 tuổi. Anh là người Pháp, sinh năm 1967, trước khi kết hôn với nữ diễn viên. Ông xã cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Kết hôn với chồng ngoại quốc, Phi Thanh Vân vài lần bị sảy thai. Năm 2012, hai người ly hôn sau thời gian chung sống. Dù đã được ai nấy đi, nhưng khi nhắc về người chồng cũ, giọng ca da nâu lại dành cho anh sự trân trọng. Trong một bài phỏng vấn tháng 11/2018, chân dài họ Phi công khai cho biết: "Tôi làm giàu từ tài sản chồng phát chia cho sau khi ly hôn. Tôi đã gặp lại chồng cũ trong một buổi họp. Tôi nói với anh ấy rằng sau khi mình chia tay có một chút tài sản của anh để lại, em đã sử dụng nó và đã thành công được như ngày hôm nay. Em cảm ơn anh về điều đó." Những người đàn ông bên cạnh nhìn chồng tôi đầy ngưỡng mộ và anh ấy rất hạnh phúc vì điều đó, họ Phi kể lại. Hôn nhân với chồng thứ hai khiến tôi vỡ mạch, vỡ mộng. 2 năm sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Phi Thanh Vân công khai mối tình với người đàn ông kém cô 2 tuổi Nguyễn Bảo Duy. Đến với nhau khi cả hai từng lập gia đình và đã ly dị, nên mối tình máy bay phi công này chịu không ít thị phi. Vượt qua mọi rào cản, họ kết hôn vào cuối năm 2014. 2 năm sau đó, tổ ấm chào đón một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, năm 2017, dư luận dậy sóng khi Bảo Duy, người đàn ông từng chặt tay vì yêu Phi Thanh Vân, quyết định ly hôn. Trái với sự tử tế dành cho người chồng đầu tiên, Phi Thanh Vân lại đầy ai oán khi nhắc về chồng thứ hai. Cô từng tung bằng chứng tố chồng cũ quỵt nợ, dạt nhà, côn đồ, phá phách, uy hiếp vợ con. Không chịu thua kém, Bảo Duy cũng khẳng định vợ cũ chính là người gài bẫy khiến anh trở nên nghiện ngập. Khép lại cuộc đấu tố liên miên, mỗi người bắt đầu cuộc sống mới. Bảo Duy mở công ty kinh doanh riêng và lập gia đình với bà xã doanh nhân Việt Kiều, trong khi Phi Thanh Vân cũng trải qua một vài mối tình dang dở. Bà mẹ đơn thân tự tin tuyên bố, đàn ông theo đuổi tôi như cuộc đua xổ số Việt Lot. Thời gian gần đây, Vân Duy lại tiếp tục phủ sóng truyền thông khi thông tin Bảo Duy tự tử vì nợ nần được công khai. Trả lời thắc mắc vì sao vẫn cười trong khi chồng cũ tìm đến cái chết vì bê bối tài chính, mỹ nhân Dao Kéo nói rõ, hôn nhân với chồng thứ hai khiến tôi vỡ mạch, vỡ mộng, chiếc áo không mặc được nữa thì bỏ thôi. Nữ diễn viên cô gái xấu xí từng ngậm ngùi khi nói về mối quan hệ của con trai với chồng cũ. Con trai tôi không có khái niệm về cha ruột. Phi Thanh Vân được khán giả biết đến qua một loạt phim như Cô Gái Xấu Xí, Cô Dâu Đại Chiến, Thẩm Mỹ Viện, Kính Thưa Ô Xin, là một người mẫu diễn viên cá tính. Tuy nhiên, đời tư nữ diễn viên lại khá lận đận. Giọng ca da nâu đã 2 lần ly dị chồng ầm ĩ trên mặt báo. Ở tuổi 36, nữ hoàng Dao Kéo hiện đang là bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Ngẫm về 2 cuộc hôn nhân, Phi Thanh Vân chiêm nghiệm: "Tôi từng ước giá tôi cứ mãi dại khờ ngây thơ để hai người chồng cũ của tôi có cảm giác được che chở cho tôi, để họ có thể chứng tỏ bản thân với tôi. Nhưng tiếc là trước đây tôi lại cá tính và bản năng quá. Song biết làm sao được, phải có vấp ngã mới biết sửa đổi thôi." Quý tử nhà Lương Thế Thành, Thúy Diễm lần đầu diện đồ lạnh đi Đà Lạt cùng ba mẹ. Sau những ngày bận rộn thì hai vợ chồng tranh thủ dành thời gian bên cạnh con trai, đưa cậu bé đi nghỉ dưỡng. Kể từ khi tổ ấm của Lương Thế Thành và Thúy Diễm xuất hiện thành viên mới, thì nhân vật này còn hot hơn cả bố mẹ. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Họ luôn khiến mọi người cảm nhận được tình cảm mặn nồng của cả hai dành cho nhau. Kể từ khi yêu cho đến lúc kết hôn, bên cạnh đó cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết kể từ lúc cậu quý tử đầu lòng chào đời, vì có thêm thành viên mới khiến cho tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Mới đây nhất, sau khi hoàn thành một số lịch quay phim mới thì vợ chồng nam diễn viên đã bắt đầu dành thời gian đi chơi. Đặc biệt hơn, trong chuyến đi nghỉ dưỡng lần này, cả hai không gửi bé Bảo Bảo cho ông bà mà đưa cả con đi theo cùng,
địa điểm mà gia đình Thúy Diễm lựa chọn để dừng chân chính là thành phố Đà Lạt. Vì thời tiết Đà Lạt lạnh hơn nhiều so với Sài Gòn, nên cặp đôi này đã chuẩn bị trang phục kín đáo cho bé. Cô hào hứng khoe lần hiếm hoi khi chó con mặc đồ lạnh. Khi ba mẹ đang rất hào hứng thì cậu quý tử lại ngơ ngác nhìn vào ống kính. Bảo Bảo chính là một báu vật của nam diễn viên. Dù bận rộn đến cỡ nào đi nữa thì anh vẫn luôn dành thời gian để có những giây phút chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của con. Dù được ba mẹ chồng ngăn cản việc chia sẻ ảnh của cháu nội lên mạng xã hội, nhưng hai vợ chồng Lương Thế Thành vẫn không thể cưỡng lại được. Lương Thế Thành Thúy Diễm là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt, cách mà nam diễn viên lo lắng dành hết thời gian cho vợ con đã khiến nhiều người ghen tị. Và những kiểu gia đình như thế này có lẽ cần xuất hiện nhiều hơn để lan tỏa những điều tích cực đến khán giả.